RN với góc mở alpha bằng 60 độ. Đấy, cũng có nhiều sản. Đấy. Bạn tiếp theo là về vấn đề đấy cho tôi. Vậy là đã được một hạ một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, tám bạn rồi. Rồi, chúng ta sang cái phần tiếp theo. Cái điếu xả này chúng ta lưu ý chút là nó cắt được cái phần âm thôi. Sau khi mà chúng ta đã học được hai cái tải cơ bản là tải R và tải RR rồi, tải RR chúng ta lưu ý là chúng ta có góc tắt dòng beta. Cái góc tắt dòng beta được tính dựa theo cái phương trình siêu việt. Cái phương trình siêu việt chúng ta không giải được bằng tay, nhớ một điều thế, chúng ta phải giải bằng máy tính. Tải RN là một cái tải điển hình, điển hình như cái động cơ không bộ lô to bằng sắt mà chúng ta có thể coi đó một cái tải RN, đúng không? Hoặc là rất là nhiều như bóng đèn đốt chẳng hạn, đúng, chúng ta có thể coi ra một cái đèn tải RL với L nhỏ, đúng nhỉ? Đấy, cái dây mây cho chúng ta có thể là coi là cả L, đúng nhỉ? Tiếp theo là chúng ta sang cái chỉnh đi đốt một pha một buổi chu kỳ tải RE. Tải RE là một tải rất là phổ biến đối với tải một chiều. Điển hình nhất ấy, nó là cái ắc quy là khi nào nó là nạp điện, khi nào nó là xả. Chúng ta lưu ý là nếu mà dòng điện mà đi vào cực dương đi ra khỏi cực âm thì cái sức điện động E nó coi như là tải. Còn nếu mà dòng điện đi ra khỏi cực dương và đi vào âm thì cái ắc quy hay là cái sức điện động E nó coi như là một nguồn. Và ở trong cái hình này chúng ta thấy là chúng ta bắt sức điện động E như thế này thì rõ ràng E nó là một tải, đúng không? Dòng điện chảy từ anode đến cathode, đúng rồi, dòng ID đấy, đúng nhỉ? Nó chảy vào cực dương của nguồn E, chảy vào cực dương của sức điện động E và chảy ra khỏi cực âm của sức điện động E, nên rõ ràng nó là một tải, đúng nhỉ? Và đây chúng ta cũng không biết là đối với cái tải thuần trở R ấy thì dòng điện và điện áp nó đồng dạng, tức là gì, khi điện áp về không thì dòng điện lập tức nó về không, nhưng mà đối với tải RE nó không như thế. Chúng ta cũng giống như tải RL, chúng ta chưa biết khi nào mà cái dòng điện nó về không được. Vậy thì chúng ta cũng giả sử rằng là diode nó dẫn và diode nó không dẫn. Khi mà diode nó dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải UD bằng U2, và diode nó không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải UD bằng không. Chúng ta chỉ biết như thế thôi nhé, chúng ta chỉ biết như thế thôi, đúng nhỉ? Vậy thì áp dụng Kirchhoff, đúng nhỉ? Áp dụng Kirchhoff, khi mà diode nó dẫn thì chúng ta có U2 bằng ID nhân với R cộng với E, tại vì ở đây là E là tải mà, mọi người nhỉ? E là tải, chúng ta áp dụng vòng kết hợp từ đó. Mà U2 bằng U2M sin theta, đúng nhỉ? Còn khi mà diode không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng không. Vậy thì rõ ràng là chúng ta biết được cái phương trình dòng điện ID theo góc theta như sau, là ID nó sẽ bằng là chuyển bế đổi dấu ra thôi. ID nó sẽ bằng là U2M chia cho R nhân với sin theta trừ đi E chia R với cái góc theta thuộc một đoạn từ theta 1 đến theta 2. Chúng ta chưa biết theta 1, theta 2 như nào, đúng nhỉ? Và bằng không trong đoạn là khác theta 1 đến theta 2 để chúng ta vẽ cái hình của nó ra. Đây, góc theta 1 và theta 2 đây, đúng nhỉ? Em thấy là nếu mà khi mà U2M sin theta mà lớn hơn E, đúng nhỉ, thì dòng điện ID nó mới dương. Dòng điện ID dương có nghĩa là gì, nó mới chảy từ anode qua cathode, đúng nhỉ? Còn nếu mà ID mà nhỏ hơn không, tức là nó chảy ngược trở lại như này, thì diode nó sẽ không dẫn nữa và lập tức nó sẽ bằng không, đúng nhỉ? Vậy là điều kiện để có tồn tại cái dòng ID dương này là gì, U2M sin theta phải lớn hơn E. Mà U2M là sin theta là gì, U2M sin theta chính là U2, đúng không? Đây các em nhìn U2 lớn hơn E, đây cái đường E là đường màu tím này nhá, đúng nhỉ? Còn U2M là cái đường màu xanh nét đất này, đúng nhỉ? Trong cái đoạn nào thì U2M lớn hơn E, đây trong cái đoạn này từ góc theta 1 đến theta 2 đây, đúng nhỉ? Từ góc theta 1 đến theta 2. Vậy làm sao để tìm được góc theta 1 theta 2 này, đơn giản, đúng nhỉ?
Góc theta 1 này chính là nghĩa của phương trình E bằng bằng U2 U2M sin theta, đúng nhỉ? Thế đây, góc theta 1 và theta 2 đều là nghiệm của phương trình U2M sin theta bằng bằng với E. Đây. Đó, cái điểm này là hai cái ông cắt nhau bằng nhau. Vậy thì giải phương trình thôi, giải phương trình sin thôi. Sin theta bằng sẽ bằng E chia cho U2M. Vậy thì góc theta 1 nó sẽ bằng arc sin, đúng không? Góc theta 1 nó sẽ bằng arc sin của E chia U2M. Còn thì nghiệm này theta 2 nó sẽ bằng là pi trừ đi theta 1 thôi, đúng nhỉ? Chúng ta có giải phương trình lượng giác, đúng nhỉ? X và pi trừ x, đúng nhỉ? Sin x bằng sin alpha thì suy ra x bằng gì? Alpha cộng k2pi hoặc x bằng gì? Pi trừ alpha cộng k2pi, đúng nhỉ? Và k2pi đây chúng ta lấy cao bằng 0 thì nó sẽ bằng là gì? Theta 1 và theta 2 chính bằng gì? E chia m và pi trừ theta 1. Vậy là chúng ta đã ở cái phương trình dòng điện này chúng ta tìm được theta 1, theta 2 rồi. Thì chúng ta dễ dàng chúng ta sẽ tính được giá trị dòng trung bình, giá trị dòng điện theo cái theta 1 và theta 2. Đây. Ở đây, ID nó sẽ bằng là 1 chia pi tích phân từ theta 1 đến pi trừ theta 1, tức là từ theta 1 đến theta 2 ấy, đúng nhỉ? Theta 2 bằng pi trừ theta 1 tôi viết luôn và tôi giải ra là bằng như thế này. Đấy. Ngoài ra các em có thể tính cái công suất hiệu dụng nữa. Ở đây chúng ta lưu ý ở đây chúng ta có khái niệm là công suất ắc quy hấp thụ. Công suất ắc quy hấp thụ ở đây nó có hai cái. Đây ở đây nó có hai thành phần, tải thuần trở R và tải sức điện động E. Sức điện động E nó coi như ắc quy đi thì cái công suất mà ắc quy hấp thụ chính là công suất một chiều nha. Còn công suất mà điện trở nó tỏa nhiệt ấy, ở đây điện trở thì tỏa nhiệt nha. Còn công suất ắc quy đó biến đổi năng lượng hóa học thành năng lượng điện một chiều, đúng nhỉ? Vậy thì công suất ắc quy hấp thụ là công suất một chiều, còn công suất tỏa nhiệt trên điện trở R nó phải là công suất tác dụng, mọi người hiểu chưa? Nó phải là công suất tác dụng. Bây giờ đây chúng ta có hai cái thành phần đầu tiên là cái công suất ắc quy hấp thụ nó bằng ID nhân E. Đấy, ID nhân E. E là sức điện động còn ID là dòng trung bình, đúng nhỉ? Hiệu suất của mạch nó sẽ bằng PE chia cho PA cộng với R I bình RMS. Em lưu ý là cái R nhân với I bình RMS chính là công suất tỏa nhiệt trên điện trở, công suất tỏa nhiệt trên điện trở. Và tổng cái PE cộng với R I bình RMS này đó là công suất tác dụng, nha, công suất tác dụng mà nguồn nó cung cấp cho tải, nha. Đây. Cái nguồn của nó đây, đúng không nhỉ? Cái nguồn này nó sẽ cung cấp công suất tác dụng cho tải. Tải đây bao gồm chỉnh như diod và tải RE, đúng nhỉ? Và công suất tác dụng nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất là công suất tỏa nhiệt trên điện trở R. Phần thứ hai là cái phần mà ắc quy hấp thụ, đúng, ắc quy hấp thụ. Và các em tính hai cái công suất đi ra, cái công suất mà U2 nó cung cấp và công suất tỏa nhiệt, công suất ắc quy hấp thụ này em so sánh nhau thì phải bằng xít nhau đúng theo lý thuyết, đúng nhỉ? Lưu ý như thế. Đây, IRMS chúng ta tính đây, tôi tính ra như này. Đấy. Các em có thể tính trực tiếp, em thay ở đây các em tính tích phân bằng máy tính hoặc là các em tính ra công thức dài như này. Rồi bây giờ các em tập cho tôi cái ví dụ này, cái ví dụ, những cái ví dụ này hết sức quan trọng để chúng ta đi thi. Là tập tôi ví dụ này và có gì thắc mắc thì các em hỏi tôi nhá. Ví dụ đây. Tôi làm giải rất chi tiết. Nào. Đề nghị các em phải giải, phải đọc. Tôi đã gửi slide và các em đọc. Đây tôi chỉ chiếu cái đồ bài thôi. Bây giờ các em mở cái slide của tôi ra. Các em đọc và các em giải chi tiết cái bài đấy cho tôi. Và có cái chỗ nào thắc mắc các em phải hỏi. Nếu mà các em không hỏi mà đi thi rơi vào những cái bài như này các em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Năm vừa rồi tôi cũng tra một bài về GRE đấy. Và cuối cùng là cũng không làm được. Nên chúng ta phải lưu ý như thế. Nhớ góc theta thì chúng ta phải đổi về radian, chúng ta không được để độ nha, chúng ta đổi hết về radian.
Ông số 47 là ông nào mà ông không bỏ học à? 47 cũng bị này, có mỗi 47. Ông 47 không đi, nhất quyết không đi. Được. Nào, tôi nhắc lại, yêu cầu các em phải làm được những cái bài như này. Đi thi là khả năng ra những cái bài như này rất là cao, chúng ta phải làm. Chỗ nào không hiểu chúng ta phải hỏi.
Đấy là vấn đề về chỉnh lưu diốt một pha một nửa chu kỳ tại RE. Bạn nào tiếp theo nhỉ? Cái bài này là rất là khó, bài này hơi khó nên tôi sẽ cho hai bạn nào chỉnh lưu diốt một pha nửa chu kỳ RE. Ý là phải làm theo đúng ba em của tôi nhá, tôi hướng dẫn ngay từ đầu đấy. Các em có thể làm theo nhóm, tức là hai người lục chung một nhóm, hoặc không thích làm với nhau thì có thể làm độc lập và gửi cho tôi. Chỉnh lưu diốt một pha một nửa chu kỳ tại RE. Rồi, thế là hai ông, bài này nó hơi dài và rắc rối cho nên chúng ta sẽ có hai người làm về vấn đề này. Và tương tự như thế thôi, chúng ta có chỉnh lưu chi to một pha một nửa chu kỳ. Thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là tôi đã nói rồi, cái chỉnh lưu diốt là trường hợp đặc biệt của chỉnh lưu chi to với góc mở alpha bằng không. Thì ở đây khi mà chi to nó bắt đầu nó dẫn thì nó cần có là điện áp ở trên hai đầu nó lớn không, là phải có dòng dòng thuận chảy qua chi to đấy và có góc xung phát vào cái chi to đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là cái góc alpha max của nó và alpha min. Thì cái alpha chúng ta tìm được góc theta 1 và theta 2 giống hệt chỉnh lưu diốt rồi. Góc theta 1 bằng arc sin của u2m bằng u2m, arc sin của e trên cho u2m. Còn góc theta này vẫn bằng pi trừ đi góc theta 1. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý góc alpha này, góc mở alpha này nó chỉ được nằm ở trong đoạn từ theta 1 đến theta 2 thôi. Alpha lớn theta 1 và nhỏ hơn theta 2, cho nên là alpha max chúng ta bằng theta 2 và alpha min bằng theta 1. Ta chỉ được mở trong đoạn đấy thôi. Còn nếu mà chúng ta vượt quá cái đoạn này hoặc là mới chớm đoạn này thì từ 0 đến theta 1 thì điện áp ở trên hai đầu chi to nó chưa dương, mà từ theta 2 đến pi này rồi thì điện áp ở trên hai đầu chi to lại nhỏ không bất đổi. Lúc ấy chúng ta có phát xung thì lúc ấy nó cũng không có ý nghĩa nữa, đúng chưa? Và tương tự đấy, chúng ta sẽ tìm được cái phương trình dòng điện tải. Phương trình dòng điện tải nó cũng giống hệt như chỉnh lưu diốt thôi, đúng nhỉ? Có điều là cái góc theta nó không phải thuộc đoạn từ theta 1 đến theta 2 nữa, mà nó thuộc từ alpha đến theta 2, đúng nhỉ? Nó thuộc từ alpha đến theta 2 đây. Em lưu ý này, góc theta bây giờ thuộc đoạn từ alpha đến theta 2, đúng chưa? Dòng điện trung bình, dòng điện trung bình chúng ta tính đúng theo công thức thôi, đúng nhỉ? Alpha pi trừ theta 1, đúng nhỉ? Công suất hấp thụ bởi ắc quy tôi tính ra như này, được chưa? Rồi, và bây giờ các em lại đọc cho tôi cái ví dụ cuối cùng này. Ví dụ của cái bài này, và góc mở alpha bằng 65 độ. Và các em lưu ý rằng là các em hãy so xong, các em đọc và các em làm xong, các em hãy so sánh với cái trường hợp chỉnh lưu diốt và cái chỉnh lưu chi to này xem nó có khác nhau ở cái điểm nào không, đúng nhỉ? Là tất cả mọi người đọc kỹ cho tôi cái bài này. Và trong cái trường hợp nào có bất cứ cái thắc nào, đây tôi giải rất là chi tiết đây, các em nhìn tôi giải rất là chi tiết đây, đúng chưa? Từng bước một tôi giải chi tiết như này rồi. Và có bất cứ cái thắc mắc gì các em hỏi tôi nhé. Để tránh trường hợp khi đi thi, tôi nói lại, đi thi tất cả đều trong slide nha, tất cả đều trong slide và tôi chỉ thay số thôi, tôi chỉ có nhiệm vụ thay số thôi. Và các em nếu mà các em không hiểu, các em phải hỏi tôi. Đến lúc tôi ra đề thi mà các em không làm được, đấy là lỗi của các em nha. Tôi không đánh đố, không ra đề đánh đố, chỉ ra đề trong những gì tôi đã dạy và tôi đã phát biểu trên slide, thế thôi. Bạn Trần Văn Đông là bạn nào? Sao không có số? Trần Văn Đông là ai mà không có số đây em? À rồi, có nghe gì không nhỉ? Trần Văn Đông là em nào? Tất cả mọi người lấy slide ra đọc và làm cái bài này cho tôi. Tôi không chữa đâu.
Em đọc và có gì thắc mắc thì hỏi tôi, trao đổi. Trong vòng 10 phút nữa tôi sẽ kết thúc cái bài bài giảng ngày hôm nay. Và người tiếp theo làm về cái bài này là chị Như. Hai bạn tiếp theo làm về cái bài này, làm báo cáo về bài này tôi, chị Như. To. Bạn tiếp hai bạn này làm chung một cái đề tài như rồi, thế là xong. Cái bài quan trọng thì tôi sẽ cho hai bạn làm. Tôi nhắc lại là tất cả các bạn đọc lời giải có thể dùng máy tính bấm, và cái đoạn nào không hiểu thì các bạn so sánh công thức và các bạn có thể trao đổi với tôi là chỗ này tại sao như thế, chỗ này tại sao như thế, tôi sẽ trả lời thắc mắc nha.
Nào các em có thắc mắc gì về lời giải tôi đưa ra không nhỉ? Phải thắc mắc gì không nhỉ? Rồi, tôi điểm danh xong chúng ta. Các em nào được phân đề tài các em phải về các em làm sớm nhá. Không đến lúc mà không có bài báo cáo nộp lúc ý sẽ được không điểm. Dù các em đi học đầy đủ tôi vẫn đánh không điểm. Và lúc ý sẽ không được đi thi đâu. Đừng bảo thầy á. À, tôi xem tôi điểm danh á rồi chúng ta nghỉ 8, 9, 10, 11, 12 đông nào. Mười hai Lê Hồng Phong. 12 không có ạ. Lê Hồng Phong không có. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 7 không có. 4, 7 là ông nào đây? 4, 7 là ông Nguyễn Viết Trọng. Ông này chắc là bỏ học rồi. Rồi 4, 8, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Còn ông Trần Viết Đông là ông nào? Không phải trong lớp học này đúng không nhỉ? Ok, thôi buổi học chúng ta kết thúc ở đây nhé. Em nào có thắc mắc gì thì có thể nhắn qua Zalo cho thầy. Đúng không nhỉ? Alo? Alo?